sau một tuần cắt mà giờ em ấy lên quá trời quá đất. Đây, cái thân bình thường mảnh mai như thế này thôi, mà khi phát triển 2 năm tuổi mà cái gốc nó bự như thế này. Sau khi cắt trụ lũi một tuần thì bây giờ mấy em nó lên quá trời lên luôn, nó chuẩn bị leo lên lại và sẽ có bông sớm thôi. Sơ sơ chắc cũng phải 20 mầm lên lại rồi đó. Nhìn hết hồn luôn, 2 tuần lên quá trời quá đất lên luôn. Có đứa nó lên tuốt trên kia được, rất nhanh thôi nó sẽ ra bông trở lại.